Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao khẩu trang khai tử quyền lực mềm của Trung Quốc. Vào năm 2007, khi đang giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc. Người kế nhiệm của ông là Tập Cận Bình trong 6 năm đã tăng gấp đôi ngân sách đối ngoại của nước này từ 30 tỷ lên 60 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 8,5 tỷ đô la, nhằm tăng cường hoạt động ngoại giao toàn cầu. Thế nhưng, đất nước đông dân nhất thế giới và nền kinh tế thứ hai toàn cầu vẫn chiếm vị trí rất thấp trong bảng xếp hạng Soft Power 30 về chỉ số quyền lực mềm. Và đến nay, ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc đẩy mạnh trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán không những không cứu vãn được tình thế, mà còn làm cho thế giới càng mất thiện cảm với Trung Quốc hơn. Khi chiến tranh lạnh đã lùi xa, chiến tranh nóng chỉ còn tập trung ở vài điểm lẻ tẻ, thì đó là thời điểm cạnh tranh bằng quyền lực mềm. Một khái niệm chính trị được cho là do nhà nghiên cứu chính trị Mỹ Joseph Nier nêu ra đầu tiên. Đây là hình ảnh vị trí của Trung Quốc trên bảng xếp hạng Soft Power 30 vào năm 2017 và 2018. Trung Quốc nằm ở vị trí số 25 trên 30. Đến năm 2019 bị tụt xuống hạng 27 trên 30. Khái niệm quyền lực mềm hay sức mạnh mềm do giáo sư Joseph đưa ra từ năm 1990 đã được giới nghiên cứu chính trị chấp nhận là một thước đo để so sánh sức mạnh các quốc gia trên thế giới. Quyền lực cứng, tức là hard power, bao gồm sức mạnh quân sự và kinh tế. Theo Joseph Nier, quyền lực mềm là sự quyến dụ và đồng chọn của một số quốc gia đối nghịch với sức mạnh hệ thống qua cưỡng đạt, chế tài bằng sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế, hoặc dùng quyền chính trị và quân sự của mình. Quyền lực mềm phụ thuộc vào kết hợp cả ba yếu tố là văn hóa, chính trị và chính sách đối ngoại để thuyết phục và tạo thiện cảm, hợp tác từ các quốc gia khác. Tổ chức Soft Power đã so sánh sức mạnh quyền lực của mỗi quốc gia tùy theo cách dân các nước nhìn họ như thế nào. Thứ nhất, người ta thường lường xem mọi người có thích và phục vụ nước đó hay không, đặc biệt là ảnh hưởng trong lĩnh vực như văn hóa, giải trí, thành tích thể thao, ngôn ngữ được nhiều người theo học, cách sống được mọi người ưa thích. Thứ hai, xem mọi người có kính trọng tư cách của người dân nước đó hay không. Một nước được kính trọng khi người dân nước đó được sống tự do và được luật pháp bảo vệ. Dân nước đó có quyền quyết định cuộc sống, xã hội và chính trị của mình, tôn trọng luật pháp và biết đối xử bình đẳng với dân nước láng giềng. Lĩnh vực thứ ba đó là đo lường về quan hệ giữa nước đó với thế giới bên ngoài. Một nước được nhiều người đến du lịch, du học và giao hảo với các nước khác thì được điểm cao. Quyền lực mềm là khả năng thu hút người dân các nước khác nhờ pha trộn đủ các yếu tố trong ba lĩnh vực trên. Người ta thường hay gọi quyền lực mềm là sức hút, còn quyền lực cứng là sức đẩy. Nói cho cùng thì không quốc gia nào bỏ qua ý tưởng quảng bá hình ảnh của mình ra quốc tế. Hoa Kỳ thì quảng bá lối sống tự do và hưởng thụ kiểu Mỹ. Đức thì khiến cả thế giới mê tít với dòng xe Mercedes thượng hạng. Nhật Bản có một thời tự hào với thế hệ sản phẩm của hãng Sony lừng danh. Còn Trung Quốc đang bỏ sức người, sức của khổng lồ với đại kế hoạch vành đai và con đường và chuỗi viện khổng tử ở nước ngoài để thu hút các nước khác. Khi hiểu quyền lực mềm do đâu mà có và chúng ta hiểu tại sao quyền lực mềm của Trung Quốc rất thấp. Sau nhiều năm phát triển thần kỳ, Trung Quốc đã trở nên giàu có. Nhiều nơi và nhiều người đã trở thành triệu phú, tỷ phú đô la, khiến người nước ngoài ngưỡng mộ. Nhưng không người nào ở bên ngoài muốn đổi cuộc sống của mình lấy cuộc sống của một người dân Trung Hoa. Chính quyền Trung Quốc tuyên truyền rằng họ không có tham vọng bá quyền, rằng họ muốn thân thiện với các nước khác, nhưng chẳng ai tin. Trung Quốc đã xây dựng nhiều đường xá, sân bay, khai thác hầm mỏ ở châu Phi. Chính phủ nhiều nước ở đó thích nhờ Trung Quốc viện trợ vì Trung Quốc cam kết không bao giờ đặt điều kiện gì. Nhưng các sinh viên châu Phi vẫn muốn đi học ở các nước Âu, Mỹ. Các nhà điện ảnh muốn gửi phim đi dự ở Pháp, Mỹ hay Đức. Trong bảng xếp hạng Soft Power 30, Trung Quốc luôn ở cuối bảng, mặc cho nước này tốn rất nhiều tiền cho các chiến dịch tăng cường sức mạnh mềm như hệ thống viện khổng tử trên toàn cầu hay sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng. Các chiến dịch xây dựng quyền lực mềm của Trung Quốc đều không có kết quả thành công như mong muốn. Được Trung Quốc đề xướng vào năm 2013, một vành đai, một con đường đã bị chỉ trích vì cáo buộc thiếu kiểm soát tài chính, gây hại cho môi trường và chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi. Đây là hình ảnh cảng Hambantota ở Sri Lanka đã phải bàn giao cho Trung Quốc để trả nợ nước ngoài. Vào năm 2018,
khi Mahathir Mohamad quay lại làm thủ tướng Malaysia, ông tạm hoãn dự án làm đường sắt của Trung Quốc trị giá 20 tỷ đô la với lý do là chi phí quá cao. Tuy vậy, vào đầu tháng 4 năm 2019, hai bên đã đồng ý tiếp tục dự án sau khi Trung Quốc nói sẽ cắt giảm 1/3 chi phí. Tại Myanmar, chính phủ yêu cầu xem lại giá của cảng nước sâu Kopi mặc dù vẫn ủng hộ dự án. Tuy là đồng minh của Trung Quốc, nhưng Pakistan cũng tìm cách giảm bớt nợ nước ngoài vì khó khăn kinh tế. Năm ngoái, chính phủ mới của Pakistan kêu gọi xem xét lại viên ngọc quý, vành đai và con đường hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan mà Trung Quốc cam kết tài trợ hơn 60 tỷ đô la. Bộ trưởng đường sắt Pakistan vào tháng 10 năm 2018 nói sẽ giảm tiền vay của Trung Quốc làm đường sắt từ 8,2 tỷ đô la xuống còn 6,2 tỷ đô la. Maldives, quốc đảo nhỏ bé ở Ấn Độ Dương, đã cố gắng đàm phán lại khoản nợ 3 tỷ đô la bằng 2/3 tổng sản phẩm quốc nội mà nước này đã vay từ Trung Quốc để tài trợ cho các dự án vành đai và con đường. Các ví dụ này cho thấy nhiều nước tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc ngày càng nhận ra rủi ro của bẫy nợ. Một ví dụ điển hình là năm ngoái, công ty Trung Quốc đã trở thành cổ đông đa số của cảng Hambantota sau khi Sri Lanka không trả được nợ cho Trung Quốc. Diễn tiến này tạo ra lo ngại Bắc Kinh có thể dùng cảng này cho mục đích quân sự sau này. Còn hệ thống Viện Khổng Tử cũng chung một số phận khi gặp phải làn sóng tẩy chay gia tăng tại nhiều nước trên thế giới những năm qua. Đây là hình ảnh người dân của Canada biểu tình phản đối Viện Khổng Tử ở Toronto. Vào năm 2004, Trung Quốc thành lập các cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung tăng cao trên toàn cầu. Viện Khổng Tử ra đời, nhưng các cơ sở giáo dục này vấp phải làn sóng chỉ trích, đặc biệt là ở Mỹ, Canada, rằng đây chỉ là công cụ tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Nhiều nhà lập pháp Mỹ, bao gồm các thượng nghị sĩ như Marco Rubio, công khai bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của hơn 100 viện khổng tử trên khắp nước Mỹ. Họ gọi chúng là công cụ truyền bá ảnh hưởng của Trung Quốc trong hệ thống giáo dục, đại học quốc tế. Một số trường đại học của Mỹ, trong đó có Đại học Pennsylvania, Đại học Chicago, đã cắt quan hệ với viện khổng tử sau khi các giáo sư của họ than phiền rằng chương trình của nó toàn là nội dung tuyên truyền ẩn dưới lớp vỏ bọc dạy ngôn ngữ và văn hóa. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Đại học Stockholm, Thụy Điển cũng chính thức đóng cửa Viện Khổng Tử sau khi tuyên bố không kéo dài Hiệp định Hợp tác 10 năm ký giữa hai trường với phía Trung Quốc, hết hạn vào cuối năm 2014. Đây là Viện Khổng Tử đầu tiên được mở ở châu Âu, cuối cùng cũng bị đóng lại. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2 năm 2013, các trường đại học nổi tiếng của Canada là McMaster University, Jay Brooker đã tuyên bố đóng cửa Viện Khổng Tử trong khuôn viên của các trường này từ mùa hè cùng năm. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Cục Giáo dục Công lập Toronto, Canada đã bỏ phiếu với đa số áp đảo 20/2 hủy bỏ kế hoạch hợp tác với Bộ Giáo dục Trung Quốc về hoạt động của các viện khổng tử, khóa đường khổng tử. Trong bối cảnh đó, chính phủ Trung Quốc vẫn cố đấm ăn xôi khi hồi tháng 2 năm 2019 công bố kế hoạch tối ưu hóa hệ thống viện khổng tử. Theo hãng tin Reuters, trong một văn bản định hướng hiện đại hóa giáo dục của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố vào ngày 23 tháng 2 năm 2019, giới lãnh đạo của nước này tiếp tục khẳng định Viện Khổng Tử là chính sách quan trọng của chính phủ, nhưng hệ thống này cần được điều chỉnh. Ngay trước thời điểm siêu virus corona chủng mới tấn công Trung Quốc và sau đó lây lan ra toàn cầu, phòng nghiên cứu iData thuộc Đại học William Mary ở Virginia và Viện Chính sách Xã hội Châu Á và Dự án Sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, trụ sở ở Washington, đã công bố báo cáo vào hôm 10 tháng 12 năm 2019 ghi nhận những thất bại về việc gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc tại Nam và Trung Á. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón Tổng thống Kazakhstan Kassym Tomat ở Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Báo cáo nhận định các công cụ ngoại giao, công chúng vẫn không đủ sức để giúp Bắc Kinh thu về những lá phiếu ủng hộ trong các cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Trên khắp châu Á, khả năng hòa nhập với người dân bình thường của Bắc Kinh là vô cùng hời hợt. Báo cáo nhấn mạnh, tại quốc gia láng giềng Kazakhstan đã xuất hiện hiện tượng kỳ thị Trung Quốc. Và điều đặc biệt là nó xuất hiện ngay ở trong cả những giới tinh hoa. Giới lãnh đạo chính trị vẫn nương nhẹ với các tổ chức của người Duy Ngô Nhĩ ở Kazakhstan, dù họ đã ký thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giúp nước này ngăn chặn các phong trào ly khai, báo cáo cho hay như vậy.
Kazakhstan là nơi sinh sống của 75% người Duy Ngô Nhĩ trong khu vực. Theo báo cáo, nếu Bắc Kinh muốn duy trì ổn định ở trong nước, họ có lẽ sẽ cần thuyết phục không chỉ giới tinh hoa chính trị mà ngay cả công chúng Kazakhstan vốn có khuynh hướng ủng hộ lợi ích của những người anh em Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Mặt khác, nguy cơ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc cũng đang là điều khiến không ít quốc gia châu Á lo âu. Cho đến khi Bắc Kinh không kiểm soát nổi con virus corona chủng mới và để lấy lan ra toàn cầu, Trung Quốc đã không chấp nhận số phận mà chấp lấy luôn thời cơ để gia tăng quyền lực mềm của mình vốn đã bị thất bại trầm trọng trước đại dịch. Đây là hình ảnh Trung Quốc viện trợ khẩu trang và thiết bị y tế cho Hy Lạp vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Truyền thông và giới chuyên gia quốc tế đánh giá Trung Quốc đang cố gắng tăng cường quyền lực mềm giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán thông qua việc hỗ trợ trang thiết bị y tế hay còn được gọi là ngoại giao khẩu trang. Tác giả Đinh Yên Thảo viết trên trang cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng tại Hoa Lục như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo hoặc Hoàn Cầu Thời Báo là nhan nhản các xã luận bản tin đại loại như Trung Quốc giúp đỡ thế giới chống trả COVID-19 hoặc đoàn chuyên gia y tế đến Ý, Pakistan, Lào, Serbia, Trung Đông giúp chống dịch hay các hãng quân đội Trung Quốc đã giúp thế giới chống dịch bệnh. Các báo này đưa tin về tỷ phú Jack Ma của hãng Alibaba đã giúp cho Ý, Tây Ban Nha, Nhật, Hoa Kỳ, Châu Phi hàng triệu khẩu trang và bộ thử nghiệm y tế. Rõ ràng Trung Quốc đang chứng tỏ với thế giới về lòng hào hiệp và thiện chí của mình để che lấp trách nhiệm để dịch bệnh lây lan cho cả thế giới như thế nào. Các báo còn lồng thêm trích dẫn ngụ ý rằng hãy làm bạn với chúng tôi để được giúp đỡ. Trong một bài xã luận trên tờ Nhân dân, bài báo dẫn lời bình từ một độc giả người Ý nào đó nói rằng chỉ trong giai đoạn khó khăn mới biết ai là bạn thật sự. Chúng ta phải nhớ đến sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc và trân trọng tình hữu nghị này. Báo Đảng của Trung Quốc dường như không thay đổi trong vài chục năm qua, cũng như những câu văn quen thuộc đầy tính tuyên truyền với người dân trong nước và lặp đi lặp lại với thế giới hiện nay. Nó không ngoài một mục đích tận dụng tối đa mọi cơ hội để vun đắp cho quyền lực mềm của chính Trung Quốc. Thế nhưng, đó không chỉ là lối tuyên truyền một phía từ phía truyền thông Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, còn thực tế diễn ra bên ngoài Trung Quốc hoàn toàn không đẹp đẽ như những gì báo chí Trung Quốc vẫn thường ca ngợi. Đây là hình ảnh một lô hàng viện trợ y tế của Trung Quốc giúp Ý chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong trường hợp cứu trợ Ý, mặc dù Bắc Kinh ồn ào ca ngợi động thái cứu trợ đó, nhưng Lucentia Pocetti, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Lucentia Pocetti của Đức cho rằng hàng của Trung Quốc chỉ đơn giản là được đem bán hoặc cung cấp theo dạng tặng để đáp lại Hội Chữ Thập Đỏ Ý đã giúp đỡ họ tương tự trước đó. Trong khi đó, các gói viện trợ khẩu trang và bộ kit xét nghiệm Trung Quốc gửi tới Tây Ban Nha, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo là có lỗi về mặt chất lượng, khiến các nước này phải thu hồi sản phẩm. Joseph Borrell, điều phối viên chính sách đối ngoại và an ninh hàng đầu của Liên minh châu Âu, lo ngại rằng Trung Quốc đang tranh thủ gửi đi thông điệp rằng mình là đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy. Ngay cả tại châu Phi, vốn rất được ngành ngoại giao Trung Quốc chú ý, Trung Quốc cũng không tránh khỏi bị chỉ trích, nhất là tại Nigeria, vì người dân nước họ đã bị kỳ thị ở Trung Hoa đại lục. Giáo sư Joseph của Đại học Harvard, Mỹ, người được xem là cha đẻ của học thuyết quyền lực mềm, đánh giá như sau. Trong đại dịch lần này, Trung Quốc thực hiện các chương trình viện trợ can thiệp mang tính chính trị đối với một số kết quả thống kê nhằm cố thay đổi cách đánh giá về việc nước này đã phản ứng chống dịch chưa hiệu quả. Tuy nhiên, các phương thức xây dựng quyền lực mềm này đã không hiệu quả khi ở châu Âu và nhiều nơi vẫn nghi ngờ vào những gì Trung Quốc thực sự làm được. Đó là một ví dụ cho việc xây dựng quyền lực mềm vốn dựa vào sự hấp dẫn, cách tuyên truyền tốt nhất là không tuyên truyền. Bên cạnh đó, khởi điểm của vị thế quyền lực mềm của Bắc Kinh khá thấp, ông nói như vậy. Và tờ báo Le Monde của Pháp đã ghi nhận một dấu hiệu khác đáng lo ngại đối với Bắc Kinh là nhiều chuyên gia người Bắc Triều Tiên và châu Âu nghiên cứu về Trung Quốc đã dành một phần tuổi trẻ để học tiếng Trung vì bị đất nước và nền văn hóa Trung Quốc mê hoặc. Nay lại là những nhà phê bình Bắc Kinh mạnh nhất trên các mạng xã hội. Và bản thân đại sứ Úc tại Bắc Kinh từ giai đoạn 2007 đến 2011, Georg Rebbi đã tóm lược về sức mạnh mềm của Trung Quốc, ông nói như sau: Trung Quốc không có quyền lực mềm, chính xác hơn là Bắc Kinh không thể khiến họ có được thiện cảm hơn. Mọi người có thể ngưỡng mộ sức mạnh kinh tế và công nghệ của Trung Quốc, nhưng lại không muốn theo lối sống của Trung Quốc và nhất là không ai muốn sống ở quốc gia này.
Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 với bản tin Ngoại giao khẩu trang khai tử quyền lực mềm của Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.